chỉ biết đi quên vào những lúc anh say. Hãy cho anh muốn một năm để được luôn đến bất cứ đổi hết luôn để cho anh không quên cho nghe vơi đi nỗi đau nhất cả gian lòng kìa. Anh đã xa vời mãi mãi để tìm mình phải cô đơn. Cho anh uống một lần để được say đến bất cứ. Hello, xin chào anh em nhá, đã quay trở lại với clip tiếp theo của Tùng Bảo Vlog nhá. Mình là Toàn Tô Vít. Mình là Hà Hố Dù nhá. Thì hôm nay anh Tùng đi uống rượu say rồi. Nên bảo hôm nay buồn lắm thì đang ngủ chân hỏi trên tầng rồi. Chắc là thấy Vượng kiểu người lôn nào lắm, không biết là như nào. Sao bị như vội, sao kiểu như như vui đấy. Có lẽ xin một cái làm cái ý tưởng là sẽ chôn ông này, xem là ông này ông ấy say như thế nào, và bọn mình sẽ quấy rối là bọn mình vừa thấy xôn xao lắm, nào lắm nhưng mà không biết ngày nào cả. Thì bây giờ ok nhá các bạn, thì bây giờ bọn mình sẽ đi thực hiện bài chôn nhá. Thì bài chôn của mình như nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi nhá. Khỏe lớn lại trưởng. Trông một kinh người. Sợ. Ngay trên cùng một nước rượu mà đặt cùng một rượu là vậy. Bằng dậy rồi nhà hát này này bay đi uống rượu ai trên đời uống rượu nhá. Cái gì ai trên đời uống rượu, ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu phải lôn đi lôn lôn. Bây giờ chắc là ông ấy buồn nhà, anh em mình hát cho ông ấy bài xúc động tí. Trời xanh bờ đúng không? Mà trời 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 nghiền nốt đi cũng nghiêng lưng 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 đấy lưng 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 cho nó xanh dạng yếu mà đúng không ạ? Cố lên mà 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 cố anh giờ đây như thế nào, vẫn lại
lùng chặt yêu ai, vẫn đi về chỉ một mình. Chỉ biết đi quên vào những lúc anh say. Hãy cho anh uống một lần để được luôn đến bóng cơn. Đổi hết luôn để cho anh không buồn. Cho nhẹ vơi đi nỗi đau. Hết cái giận lòng kìa. Anh đang xa vời mẹ để tìm mình. Lấy cái loa cho thằng to này gọi là hẳn dậy đi. Loại không dậy. Đã ba. Cho cú phản tay. Cho mẹ ăn đi.
Quay giày đây, quay giày đây. Cắt đấy. Anh Tùng ơi. Chó mà mình kìa. Nó sợ nó chạy. Dậy đi anh ơi. Nếu mà dậy thì nó dậy thì chết. Háo ơi, lấy can nước cho dậy luôn. Trong dậy không? Say quá. Lấy can nước. Hay thôi không. Ai trên đời chẳng muốn rượu là buồn rượu là bài say. Tâm 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 rượu mà uống lâu. Cho cá nước mặt đấy, dậy ngay. Thế thôi, cho nó nằm ở đấy. Thôi kệ chán. Hết canh, hết canh, hết canh. Thôi thay cho nó. Thôi thay cho nó em ơi. Thôi không, anh thì không dậy rồi. Dạ, chắc là say lắm rồi, không dậy đây. Thôi bây giờ không mình sẽ lúc lại đây. Chờ tối anh ấy dậy rồi, thì gọi anh ấy dậy rồi rửa mặt rồi cũng rồi đi tắm thôi. Thì ok các bạn nhá. Thì các bạn thấy clip này hay thì hãy nhấn like, đăng ký, chia sẻ cho tôi một bên lớp nhá. Đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye.